Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1 la mã đúng không? Chúng ta đã biết cách giải về phương trình mũ này và phương trình logarit rồi. Đặc biệt ở trong phương trình logarit thì các em phải nhớ là tìm cái gì em? Phải tìm cái điều kiện nha. Nghĩa là logarit cơ số A của B á, thì chúng ta phải đi tìm cái hệ số B đó chính là lớn hơn 0. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành giải phương trình. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần 2 la mã, đó chính là bóc phương trình mũ và bóc phương trình logarit. Thì trong này thầy sẽ chia thành hai clip em. Clip đầu tiên thầy sẽ quay về bóc phương trình mũ em nha. Nói về bóc phương trình đấy, em nhớ này. Nói về phương trình thì nghĩa là nó sẽ có là dấu bằng. Em hiểu không? Phương trình là dấu bằng. Còn khi mà nói về bóc phương trình thì nó sẽ là dấu lớn này, hay dấu bé này, hoặc là lớn hoặc bằng này, hoặc là bé hoặc bằng, thì nó rơi vào bốn trường hợp này. Em nhớ là như vậy. Được chưa? Đấy. Trong chương trình trung học cơ sở thì chúng ta học về bóc phương trình rồi, giải bóc phương trình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1 này. Bóc phương trình mũ. Quan sát hình 11 là cái hình này. Em thấy ở đây là cái hàm số mũ chúng ta là y bằng 1/2 x, thì cái trường hợp này thì rơi vào đó chính là cơ số chúng ta là đây là 1/2 nhỏ hơn 1 đúng không? Nhận xét về tính đồng biến nghịch biến thì nó rơi vào trong khoảng thì chắc chắn nó sẽ như nào? Chắc chắn nó sẽ nghịch biến này. Thằng này chắc chắn sẽ là nghịch biến. Còn nếu như cái trường hợp mà A mà nó lớn cơ số, cái cơ số A mà lớn hơn 1 thì nó sẽ đồng biến, còn nó rơi vào trong trường hợp là lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 thì chắc chắn nó sẽ nghịch biến ha. Từ đó hãy tìm x sao cho 1/2 mũ x lớn hơn 2. 1/2 mũ x lớn hơn 2. Như vậy thì ở đây thứ nhất là chúng ta sẽ cái hàm số y bằng 1/2 mũ x này nó chính là gì? Nghịch biến. Nghịch biến trên toàn R. Ha, nếu mà giải thích vì sao, tại vì cơ số của chúng ta đây cơ số chúng ta đây là 1/2, nó sẽ lớn không và nhỏ hơn hơn 1 này. Được chưa? Bây giờ tìm x. Từ đó hãy tìm x sao cho ở đây là 1/2 mũ x lớn hơn 2. Lớn hơn 2 nghĩa là ở đây chúng ta thấy này. Ở đây là 1, ở đây là 2. Lớn hơn 2 thì bây giờ này 1/2 mũ x lớn hơn 2 đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ tiến hành cùng lấy logarit. Lấy logarit của cơ số ở đây 1/2. Logarit ở đây cơ số ở đây 1/2 của ở đây là 1/2 mũ x thì cũng sẽ lớn hơn logarit của 1/2 của mấy? Ở đây là 2. Như vậy thằng này với thằng này là bằng 1, chứng tỏ bên đây còn lại là x lớn hơn. Ở đây là mấy? 1/2, nghĩa là 2 mũ âm 1. 2 mũ âm 1 chúng ta đưa ra bên ngoài thì lớn hơn, x lớn hơn là âm 1. Được chưa? X lớn hơn sẽ âm 1. Hiểu chưa? Đây nhé. Đây. Tại sao nó ra được x lớn hơn âm 1 thì thầy đã giải thích rồi. Cái chỗ này chúng ta hiểu nha. Thầy giải thích thêm chỗ này một xíu nha. Logarit ở đây 1/2 thì chúng ta sẽ viết trở thành là 2 mũ âm 1 này. Thì cái này mình sẽ bằng tiếp là logarit ở đây cái âm 1 này người ta đưa ra bên ngoài đây thì nó sẽ là âm này. Nó sẽ là âm này em này. Như vậy thì đây là 22 mà 22 này chính là bằng âm 1 này. Chứ không các em sẽ không hiểu tại sao từ đây xuống như đây nữa này. Có lý do, người ta học và người ta các công thức mình bắt buộc người ta phải thuộc. Các công thức mà không thuộc thì bó tay. Đúng không? Như vậy thì chúng ta có này. Bóc phương trình mũ là bóc phương trình có chứa ẩn ở số mũ của lũy thừa. Bóc phương trình có những dạng cơ bản này, lớn hơn nhỏ hơn, lớn bằng nhỏ bằng, thì giống như nãy thầy nói rồi. Khi nói bóc phương trình thì nó luôn luôn nó xảy ra bốn trường hợp như này. Đúng chưa nào? Thì phần này chúng ta ghi vô nha. Ví dụ 6 này, bóc phương trình nào là bóc phương trình mũ cơ bản? Đây. Thấy không? 3 mũ x. 3 mũ x lớn hơn 2 mũ 7 thì nó giống ở dạng này này. Đúng không? Đúng chưa? Rồi ở cái câu B, ở câu B có phải không? Các em, ở đây chúng ta phải có cái dạng cơ bản ở đây. Nhưng mà các em thấy câu B này có cái dạng cơ bản như này không? Ở trên đây không? Nó có A mũ x lớn hơn B hoặc nhỏ hơn B hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn bằng không? Không. Thì thằng này không phải là cái phương trình mũ cơ bản. Phương trình mũ cơ bản nó phải có cái dạng này này. Đây, bóc phương trình nữa các em. Câu C này, đúng này, câu A đúng này. Còn câu B này không phải là bóc phương trình mũ cơ bản, mà dạng đây là dạng nâng cao rồi các em. Dạng nâng cao, không phải cơ bản. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần trang tiếp theo nha.
Đây, đây là người ta giải cho em rồi này, thầy cũng nói nữa. Ở đây người ta yêu cầu của em là cho hai ví dụ về bốc phương trình mũ cơ bản. Thì rất là dễ, ví dụ như là đây người ta có là 3 mũ x. 3 mũ x sẽ lớn hơn 9 chẳng hạn. Hoặc là chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ như là 4 mũ x cộng 2 sẽ nhỏ hơn bằng 16 chẳng hạn. Ví dụ thế. Một, chúng ta có thể cho thêm nhé, cho thêm. Sau đây là ta sẽ nêu cách giải phương trình mũ cơ bản. Xét phương trình mũ a mũ x bằng lớn hơn b, những ba trường hợp kia chúng ta làm tương tự giống cái thằng này thôi. Ở đây trường hợp thứ nhất, nếu mà b nhỏ bằng 0 thì tập nghiệm bốc phương trình đã cho là r, vì thằng này đã là dương, đúng không? Dương thì đang lớn hơn cả b luôn, thì thằng này là tập nghiệm nó là r. Nhưng ta phải xét cái b này các em nha. Còn nếu mà b lớn hơn 0 thì bốc phương trình tương đương với ở đây a mũ x, chúng ta sẽ lấy là gì em? Logarit. A logarit cơ số a của b. Với a lớn 1 nghiệm bốc phương trình đó chính là x sẽ lớn hơn là gì? Logarit cơ số a của b. Còn nếu mà trường hợp mà cái cơ số a này nằm trong khoảng từ 0 tới 1 thì nó sẽ nhỏ hơn. Hiểu chưa? Ồ, hình như nãy thầy nhầm ở cái chỗ này làm sao em? Cơ số a ở đây thì xin lỗi em. Hồi nãy cái chúng ta lấy logarit cơ số a đây, chúng ta chưa quay ngược chiều không nhỉ? Hồi nãy ở đây chúng ta sẽ có là logarit ở đây cơ số a người ta là 1/2. 1/2 mũ x ở đây sẽ lớn logarit cơ số 2 1/2 của 2 đây thì nó phải quay ngược chiều trở lại các em chứ. Sẽ nhỏ hơn ở đây âm 1 chứ. Nhỏ âm 1 em. Nhầm ở chỗ đây rồi. Xin lỗi các em nha, sorry nha. Đúng không? Tại vì cơ số ra đây là 1/2 này. 1/2. Tại vì nó rơi vào trong cái khoảng này. Thầy nhầm chỗ đấy nha các em nha, nhầm xíu, nhầm. Xin lỗi các em. Nãy mắt nhắm mắt mở chỗ đây quên chỗ đó chứ. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi này phần này vô. Hồi nãy cái bài này là bằng x, cái chỗ hoạt động em, x nhỏ hơn 1 nha, x nhỏ hơn âm 1 em nha. Xin lỗi các em nha. Chắc chắn là ngay chỗ đấy chúng ta sẽ thắc mắc cái chỗ đó, đúng không? Như vậy thì với a lớn 1, chú ý này, với a lớn 1 thì a mũ x bằng a mũ alpha. Còn cái này là ngược chiều này. Nếu cứ nhớ mà nó lớn 1 thì nó gọi là chiều thuận. Đây lớn thì đây lớn, còn nếu a mà nhỏ thì nó quay ngược trở lại. Đây lớn thì đây sẽ quay ngược lại nhỏ. Giống như vậy, đối số mũ. Nhận xét các bốc phương trình mũ còn lại được giải tương tự nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái ví dụ 10 này. Giải mọi bốc phương trình sau. Đúng không? Giải mọi bốc phương trình sau. Ở đây là 5 mũ x lớn hơn 12. Ở đây là gì em? 0,3 mũ. Các em nhìn nè, cơ số ở đây là lớn hơn 1 này, nghĩa là đây là trường hợp a lớn hơn 1 này. Còn đây là a 0,3 này, nó sẽ là nhỏ hơn 1 này và lớn hơn 0 này. Phải lưu ý như vậy. Ở đây chúng ta sẽ lấy logarit ở hai bên. Thì dấu này sẽ cùng chiều này, đây lớn thì đây lớn này, tại vì cơ số 5 ở đây là lớn hơn 1 này. Hiểu chưa? Còn ở đây khi ta lấy logarit ở hai bên thì khi đó dấu lớn sẽ trở thành dấu bé. Tại vì đây là 0,3, nó nhỏ hơn 1 và nó lớn hơn 0. Ta phải hiểu kỹ như vậy. Hiểu chưa? Ok. Đây. Ví dụ 11 nha. Ví dụ 11. Ở đây nói về dân số này là cái công thức này chúng ta gặp liên tục rồi. Chúng ta đã quá biết cái phần này tỷ lệ tăng dân số đúng không? Tỷ lệ tăng dân số. Ở đây thầy sẽ giải cho em phần luyện tập 6 rồi chứ. Phía bên đây. Bữa nay thầy bị sao nhỉ? Ngao ngáo quá nhỉ. Đầu óc nó có vẻ không được minh mẫn nữa nha. Giải mọi bốc phương trình sau. Câu A này. 7x cộng 3 nhỏ hơn ở đây là 343. Như vậy ở đây các em thấy cơ số 7. Ở đây các em lưu ý là cơ số 7 chúng ta là lớn hơn 1 này. Như vậy đây nhỏ hơn thì chắc chắn khi chúng ta lấy thì nó sẽ nhỏ hơn thôi. Nha. Như vậy người ta lấy logarit cơ số 7 hai vế thì đây còn là x cộng 3 nhỏ hơn.
logarit cơ số 7 ở đây là 343. À, cơ số 7 chúng ta là chúng ta ngầm hiểu với nhau thôi. Trong bài làm ta không cần phải trình bày là vì cơ số 7 này là lớn hơn 1, không cần như vậy. Chúng ta chỉ việc thể hiện là cái dấu nhỏ hơn thì số này nhỏ hơn người ta đã biết rồi. Từ đây chúng ta tương đương ở đây x cộng 3 nhỏ hơn logarit cơ số 7 343 thì bằng 7 mũ mấy? Bằng 7 mũ 3. Tương đương tiếp x cộng 3 nhỏ hơn thằng này bằng 1 rồi, chúng ta còn lại số mũ là đây là còn lại là 3. Tương đương ở đây là x đó, sẽ nhỏ hơn, em lấy 3 trừ 3 là bằng 0 đúng không? X nhỏ hơn 0 thì vậy. À, tập nghiệm của bậc phương trình là như vậy, x nhỏ hơn 0 nếu chúng ta vẽ trên vẽ ở trên cái trục số thì để chúng ta lấy nghiệm thì chúng ta biết chứ phải không? Đừng có nói cái này mà không biết nữa, lạy luôn á. Đây là số 0, đây âm vô cùng, ở đây dương vô cùng đúng không? X nhỏ hơn, x nhỏ hơn 0, nếu mà x nhỏ hơn thì quay ngược lại đây, mà x lớn hơn quay ngược lại đây. Nhưng mà x nhỏ hơn, phần này chúng ta bỏ đi thì cái tập nghiệm của nó là từ âm vô cùng và từ 0 này nha. Từ âm vô cùng thì tôi không, thầy cũng vẽ lại để chúng ta thấy chứ không thì các em lại không không hiểu tại sao thầy lấy được như thế này nữa. Nó trên trời rơi xuống khổ lắm. Vậy đúng bao nhiêu lần không nói, chứ mà chỉ cần sai một cái là chắc chắn chúng ta sẽ comment loạn xạ trong đó, là thầy đã xin lỗi rồi chỗ đó rồi, nhầm xíu do sao cái đầu thầy nãy tự nhiên nó ngơ ngơ nó ngáo cũng không biết nữa nha. Rồi tiếp tục ở đây các em thấy câu B không? Câu B ta đây là 1 phần 4 mũ x lớn bằng 3. Các em thấy cơ số này, ở đây là các em thấy cơ số ta đây là 1 phần 4. Mà 1 phần 4 á, thì rơi vào trường hợp đó chính là lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Thì cái dấu này là dấu lớn hơn hoặc bằng. Dấu lớn hoặc bằng thì chúng ta quay ngược trở lại là trở thành là nhỏ hơn hoặc bằng. Giống như vậy. Khi đó chúng ta sẽ lấy logarit cơ số 1 phần 4 của hai vế. Nhưng mà cái này ra được x thì cái dấu này sẽ quay ngược trở lại. Hiểu chưa? Logarit cơ số 1 ở đây 1 phần 4 của 3. Ta hiểu đấy. Thì bây giờ tới đây đâu có giải được gì nữa đâu, cứ để đó thôi. Như vậy thì nhớ đây có dấu bằng thì nó sẽ có là gọi là nó là ngọt vuông như thế nhá. À, vậy tập nghiệm của bậc phương trình là đó chính là gì? Đó chính là từ âm vô cùng cho tới logarit của 1 phần 4 cơ số 3, và đây sẽ là ngọt gì? Ngọt vuông này. Ngọt vuông này. Đó. Hiểu chưa? Để thôi. Hiểu chưa? Ok. Thầy sẽ cho em một số bài tập để chúng ta có thể làm thêm nha. Ví dụ game giải thầy cái bắt phương trình, ví dụ như là 2 mũ x cộng 5 lớn hơn ở đây là 16 chẳng hạn. Câu số 1. Câu số 2 chúng ta có thể giải thầy là 1 phần 3 x trừ 2 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 27 chẳng hạn. Ta sẽ giải thầy 2 bài này. Đối với bài này chúng ta đưa về cơ số 2. Lưu ý đây là cơ số cái cơ số 2 đây á thì nó sẽ lớn hơn 1 này. Còn đây cơ số 1 phần 3 nhỏ hơn 1 và nhỏ lớn hơn 0 thì dấu này sẽ quay ngược chiều này. Chúng ta đưa về cơ số 3 các em nhé. Như vậy thì clip hôm nay đến đây là kết thúc các em. Trong clip sau thì sẽ quay tiếp cho em về bắc phương trình logarit. Nói chung là về phương trình mũ và phương trình logarit chúng ta hiểu rồi, thì qua bắc phương trình này nó đơn giản thôi. Chỉ có điều là cái dấu của nó rơi vào trường hợp thứ hai thì quay ngược nhiều chiều lại thôi. Nghe rơi vào trường hợp là lớn nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0 thì quay ngược chiều thôi. Có hai chiều như vậy thôi. Hiểu không? Là lớn hơn 1 thì cùng chiều, mà nó nằm trong khoảng kia thì ngược chiều. Thế thôi. Bye bye các em nha. Ok. Về phần ví dụ người ta giải cho em rồi này. Về phần 2 thầy sẽ quay cho em về bắc phương trình logarit các em nha. Ok.